Cô chào các con, mời các con ngồi xuống. Từ từ. Ê, được, ê. Cái này là cây xương rồng, nó rất là dễ sống, có sức khỏe tốt rồi còn sinh trưởng tốt nữa. Nó có thể sống ở những nơi khô cằn. Mình tặng nó cho bạn để tượng trưng cho tình bạn của chúng ta đó. Thiếu đây, tại sao không phản bội ta? Ha. Thiếu đây cẩn thận. Bạn đừng nói nữa. Mình không có một người bạn nào như bạn hết. Mình đâu có muốn làm hại Chớp Chớp đâu. Mình chỉ muốn mãi mãi là bạn thân với bạn ấy mà. Ha. Cậu tới đây chi vậy? Hay quá ha, muốn làm bạn với Chớp Chớp hả? Cậu tới hỏi tội con. Cậu là người thân duy nhất của con, tại sao con lại phản bội cậu? Tại cậu gạ con trước chứ bộ. Cậu nói Chớp Chớp với gia đình nông dân Sư Phạm là người xấu, nhưng mà con thấy họ đâu có xấu đâu. Cậu mới là người xấu á. Cho con uống biết bao nhiêu thùng sữa, cắn da dài tóc rồi bây giờ con bắt bẻ cậu à? Con là cháu ruột của cậu, vậy con là người gì? Từ nay con sẽ không làm người như vậy nữa đâu. Một ngày là người xấu thì suốt đời sẽ là người xấu. Con nghĩ con thay đổi, gia đình Chớp Chớp sẽ chấp nhận con à? Đúng, nếu mà con chịu thay đổi á thì họ sẽ tha thứ cho con. Con chỉ muốn mãi mãi là bạn thân của Chớp Chớp với gia đình nông dân Sư Phạm thôi. Cảm động quá. Con nói làm con cảm động quá. Muốn thay đổi hả? Đưa đây, biểu tượng tình bạn hả? Ha. Con làm gì? Con mà còn dám nghĩ đến tình bạn nữa thì hãy nhìn cái xương rồng này mà làm gương. Tao biết còn đau lắm. Bởi vì ta cũng đau lắm. Quả báo, quả báo, quả báo nhãn tiền, quả báo nhãn tiền. Ngay cả mày cũng dám làm tao đau à? Ha. Con làm gì? Cậu đi đi, tao không có nhìn thấy mặt cậu nữa. Đập đồ xong rồi phải đi chứ, ở đây làm gì? Chớp Chớp, cái cây xương rồng này nè là bạn tặng cho mình á, nhưng mà nó bị hỏng hết một phần rồi. Bạn với mình chữa lành cho nó nha. Mình tặng nó cho bạn, bạn muốn làm gì thì làm. Nè, bạn giận mình á thì bạn cũng phải chữa lành cho cây xương rồng này chứ. Bạn nói á, cây xương rồng này là tượng trưng cho tình bạn của mình mà. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm bạn đã làm. Được thôi, nếu bạn tha thứ cho mình thì bạn hãy nhận lại mấy món đồ này đi. Mình không cần nó đâu. Chớp Chớp, cô đã nghe câu chuyện giữa em và Siêu Lì rồi. Tình bạn á là thứ rất là đáng quý luôn. Em phải biết trân trọng, không có được để thứ đáng quý đó tan vỡ. Em hiểu không? Cô cũng không rõ chuyện giữa các em, nhưng mà nếu như bạn ấy đã nhờ rồi á
thì em hãy mang cây xương rồng đó đi trồng đi. Nha. Julie, có chuyện gì em có thể tâm sự với cô được không? Nhưng không có gì đâu cô. Cô không biết chuyện gì giữa em với lại Chớp Chớp, nhưng mà cô nghĩ á, nếu như mà em không chịu mở rộng lòng mình ra thì không ai có thể hiểu em được đâu. Em chỉ muốn làm bạn tốt của Chớp Chớp nhưng dường như là không thể đó rồi. Sao em biết là không thể nếu như mình chưa có thử? Không sao đâu Sally, cố lên, mình sẽ làm được. Ủa Chớp Chớp rồi? Chớp Chớp đâu? Chắc Chớp Chớp vô lớp rồi á. Ủa có gì không Siêu Lì? Không. Không sao đâu Siêu Lì, cố lên, Siêu Lì sẽ làm được, cố lên. Giờ tôi đói bụng quá à. Mày đi xuống ăn cơm mày. Chớp Chớp, mình thấy bạn thông minh dữ lắm luôn á. Mình phải bắt chước bạn mới được. Đi học đem cơm theo ăn, ngon biết bao nhiêu. Rồi có sữa cun uống, tiếp thêm năng lượng cho chúng ta nữa. Nè, ăn cơm chung ha, cho vui. Mama, ăn ngon ngon. Nhạc của tôi, mình cùng nhau ăn cơm nào. Ăn cơm xong rồi ở lại ăn một mình nha. Chưa có bữa cơm là buồn hơn hôm nay luôn trời. Chớp Chớp, Chớp Chớp, Chớp Chớp ơi. Ủa, Chớp Chớp. Chớp Chớp. Chớp Chớp. Bò mu nè, em có biết tại sao á những con bò lại không có hàm trên không? Chị đã kể cho em nghe câu chuyện trí khôn của ta đây chưa? Ừ, chắc chưa đâu ha. Để chị kể. Ê, bà Mu đi đâu vậy? Cho chị kể hết chuyện đi. Đi đâu vậy trời? Thì câu chuyện á, bắt đầu rằng là ngày xưa ngày xưa, có một con hổ từ trong rừng đi ra thì nó bắt gặp một anh nông dân và một con trâu đang cày dưới ruộng. Con trâu á, thì nó cặm cụi đi từng bước. Lâu lâu nó lại bị quật một roi vào mông. Thì đến lúc giờ nghỉ trưa, con hổ lại gần trâu và nói rằng: nè, anh to xác đến thế mà sao lại sợ một người nông dân? Thì con trâu mới đáp lại rằng: bởi vì chủ của tôi có chiếc khôn. Anh muốn biết á thì qua hỏi chủ của tôi. Ê bà Mu,
Đi đâu vậy? Đang gỡ hay mà trời. Đi đâu vậy trời? Sau khi họ gặp anh nông dân và đòi cho xem chiếc khôn, anh nông dân liền bảo: nếu ngươi muốn xem chiếc khôn của ta thì hãy chịu trói. Vì quá tò mò chiếc khôn của con người như thế nào, họ đã chịu trói. Sau khi trói xong, anh nông dân liền cầm một cây đuốc đốt họ và nói: chiếc khôn của ta đây, chiếc khôn của ta đây. Họ hoảng sợ chạy thẳng vào rừng. Cuối cùng họ cũng đã hiểu ra rằng chiếc khôn của con người là như thế nào. Ê, lại chạy, không chỉ thấy được ta đâu. Sau khi họ bị con người trong một bài học trao khoái chí cười, ai ngờ hàm trên của nó bị va vào đá, thế là hàm trên của nó chẳng còn cái răng nào luôn. Sao em bảo nó là trâu, còn em là bò, không giống nhau hả? Thôi chết rồi, chị thôi, để chị kể cho em nghe sự tích hàm trên của bò nha. Ê, đi đâu vậy? Ê, lại đi nữa, nói chuyện với em mất hứng quá à. Thôi, chị đi tìm chị siêu lì á, tán cho chị ấy biết 1001 phong cách thời trang thời thượng nhất mới được. Để xem nào, mình phải nhậm lại 1001 phong cách thời trang thì phong cách thứ 1002 là... chính là bị ông kẻ bắt chứ người ta. Mấy người muốn gì? Trong hoàn cảnh này, không lẽ mời ngươi về ăn bánh uống trà? Tiến sĩ Tư, ông còn không mau sử dụng vũ khí của ông đi. Không lẽ đợi nó kêu động vật đến tiếp cứu, lúc đó mới dùng? Ngươi, ngươi cái gì? Nó là con nít mà. Con nít thì sao? Tại sao lại muốn dùng vũ khí đối xử với một đứa con nít như vậy? Tiêu diệt nó. Ta, ngươi, ta quên đi. Lỡ bắn rồi. Miau, miau. Trời ơi, nó kêu bọn động vật đến cứu nó kìa. Ủa, sao hôm nay mình không gọi được động vật bên đây ta? Ha, đó là vì vũ khí của ta đã triệt tiêu năng lực của ngươi rồi, nhóc con. Ngươi lại sợ chứ? Mấy người đừng có lại gần tôi. Mấy người mà đụng tôi á, thì ba mẹ tôi sẽ đến cứu tôi đó. Ôi, chắc ta sợ ba mẹ ngươi quá. Chắc ta không dám đụng ngươi hả? Ta đụng này rồi sao? Ừ, ta cũng đụng quá. Ui, đau quá. Nó còn năng lực á. Tiến sĩ Đường, ổng bị cái gì vậy? Tự dập té, năng lực đâu ra? Ôi, tự dập té đó, đứng lên. Anh làm hết hồn. Khổ lơ, bắt tạm tuốt. Tạm tuốt, ngươi đừng chống cự. Chống cự cũng không được đâu. Ủa, sao trong trường hợp này ngươi không chống cự vậy? Với hoàn cảnh này rồi mà còn chống cự được gì nữa? Con bé này thiệt là đáo đệ. Đây. Mình phải chứng minh được với Chớp Chớp là mình không còn nghe cái cậu của Hỏi Nhân nữa. Cháu gái, cháu Kim Tà hả? Cậu ơi, con mua. Ủa? Tám tuốt. Ăn cậu cha gì? Ủa, là tám tuốt mà. Thôi, thôi, dậy đi. Tại sao vậy? Đang trong lúc khẩn trương vậy còn gọi điện thoại nữa. Thì cháu gái ta gọi ta hớt máy chứ, là cháu gái của ta mà. Ê, có khi nào nó làm bể kế hoạch của mình không? Ui dù, có miệng mắm muối, mắm muối là bậy bạ. Không có, có, bậy bạ, nó bậy bạ. Là sao biết được? Không có. Không bao giờ có. Không ổn rồi, Tâm Tú đã bị bắt cóc. À, Chớp Chớp ơi, ngừng viết đi, ngừng viết đi. Mình có chuyện này gấp lắm nè. Tám Tuốt bị bắt cóc rồi. Vậy hả? Chính mình đã thấy cái cậu, các ác nhân đã bắt Tám Tuốt đi. Và mục đích chính của họ là hạ gục gia đình bạn và khuất phục gia đình bạn đó. Vậy luôn hả? Nè, bạn bị sao vậy? Bạn phải tin mình chứ. Mình đã tận mắt nhìn thấy đó. Sao vậy? Bạn làm anh mà như vậy hả? Mình biết, đó chỉ là một âm mưu của bạn như hết nhân thôi. Bạn đừng có diễn nữa. Tin mình một lần khó lắm hay sao vậy? Không giúp thì thôi, mình tự làm.
sao lần nào cũng phải trốn xa vậy trời? Thì ra là trốn ở đây. Thì ra là ngươi trốn ở đây. Ngươi trên 50 hả? Chơi núp lầm mà. Mười lăm, mười sáu. Có quạt cầm tay Quân, quạt bay nắng nóng, thêm động lực vận động mỗi ngày để bảo vệ gia đình. Sưu tập 3 thẻ trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay túi bút Quân. 6 thẻ bài Quân đổi một quạt cầm tay siêu Quân. Có bóng phản quang Quân, hăng say luyện tập không màng thời gian mỗi ngày để chơi cùng nhau thật vui. Sưu tập 10 thẻ bài Quân trong các lốc sữa Quân túi Ecolin, nhận ngay một bóng phản quang Quân. Có giày Batin siêu cool, luyện tập thêm kỹ năng mới, vận động mỗi ngày để vượt lên chính mình. May mắn nhận được một thẻ siêu vận động, đổi ngay giày Batin siêu cool. Có Palo Hoodie cool, thử thách vận động mỗi ngày bất chấp thời tiết để luôn trẻ khỏe đẹp. Sưu tập 9 thẻ bài Cool trong các lốc sữa Cool túi Ecolin, nhận ngay một ba lô hoodie Cool. Sự may mắn nhận được một thẻ đặc biệt, đổi ngay iPad thêm chiếc, vừa luyện tập vừa giải trí càng thêm vui. Có quà Cool trên tay, thêm động lực để vận động mỗi ngày. Con ơi, bây giờ cô nhìn đứa này lại trả lời mặt con nè, hai đứa. Đứa này là trả lời mặt. Dạ. Yeah. Chỉ cần mình cùng cô.